Em chào các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường bát giác to chà bá lưỡi luôn nha các bác. Thương hiệu là Saco Sa Bằng. Saco đây các bác. Sa Bằng nằm đây. Chiếc này là hai kim gửi nha các bác. Trên này là hai kim nha. Này là kim dây của nó. Vành to là 52 cm nha các bác. Các bác nhìn thấy tay em này. Một gang, hai gang máy tay nha các bác. Toàn bộ là được thiết kế bằng khung này khung gỗ, mặt giờ bằng kim loại nha các bác. Quá xa to luôn, đẹp xuất sắc. Cấp thiết kế tạo những điểm nhấn, những cái đường nét hoa văn này. Phía sau thì tuyệt vời luôn nha các bác. Tại vì chiếc này nó nặng lắm, em không thể nào không cầm. Em quay phía sau. Rồi bác nào yêu thích sản phẩm này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha, 0918120267, và đây chính là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo để xem hình ảnh phía sau của chiếc đồng hồ nha. Tại vì nó to nó nặng lắm em cầm không nổi. Cái chỗ mà máng chiếc đồng hồ này máng lên tường đó là được làm thiết kế bằng miếng kim loại vàng ché 7 màu luôn. Em kết thúc video, chào các bác.